Những ngày này, gia đình ông Ma Phúc Luyến ở thôn Thôm Bó đang tích cực thu hoạch quả hồi trên những thân cây có tuổi đời gần 20 năm, cao cả chục mét. Với 2 hectare hồi, mỗi vụ thu hoạch cũng cho gia đình ông sản lượng khá. Đầu vụ, 1 kg quả hồi có giá 80.000 đồng một cân. Vào giữa vụ, giá rẻ hơn là 30.000 đồng một cân. Tuy giá hơi thấp hơn so với vụ trước, nhưng cây hồi vẫn đem lại giá trị kinh tế cao. Cái thời điểm nó chưa có giá, lúc đấy chỉ có vài nghìn, còn không ai mua. Bây giờ thì cứ mình hái đến đâu là họ đến mua tận nhà luôn, thậm chí còn lên tận bãi mua. Khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, cây hồi là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở xã Bình Văn. Với hơn 300 hectare, xã Bình Văn cũng là một trong những địa phương có diện tích hồi lớn nhất ở tỉnh Bắc Cạn. Cây hồi ở Bình Văn có tuổi đời trung bình từ 20 đến 25 năm. Tuy nhiên cũng có những diện tích hồi cổ thụ lên đến 100 năm tuổi. Ước tính 1 hectare hồi trưởng thành sẽ cho năng suất từ 30 đến 35 tạ. Với giá bán ổn định như những năm gần đây, có nhiều gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn. Đến nay Bình Văn đã vươn lên trở thành một trong 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Bắc Cạn. Cây hồi đã phát triển rất tốt, thì cũng đã góp phần vào cái nâng cao cái đời sống của bà con nhân dân xã Bình Văn. Còn để mà đảm bảo ổn định cho cái đầu ra ấy, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cấp các ngành xem xét là nghiên cứu về cái xưởng sơ chế để thu nhập cho người dân nó ổn định hơn. Hiện nay tỉnh Bắc Cạn đã phát triển được hơn 4.600 hectare cây hồi. Những diện tích này đều đã có tuổi đời từ 15 năm trở lên, cho thu hoạch hoa đều đặn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng. Thời gian tới, tỉnh Bắc Cạn sẽ tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến hoa hồi theo chủ trương khuyến khích đầu tư nông lâm nghiệp để nâng cao chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu của địa phương.